Chào mừng các bạn đã đến với kênh NDA, các bạn hòa chung không khí sôi động của mùa Euro. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với một sự kiện đến từ nền tảng Bình X. Và hôm nay Bình X sẽ có một sự kiện để cho anh em có cơ hội nhận giải thưởng đến từ một giải đấu, một trong giải đấu bóng đá lớn nhất của hành tinh. Trong một gian sự kiện từ ngày 12 tháng 6 đến ngày 17 tháng 7, thì anh em sẽ cùng với Bình X tham gia vào hoạt động sôi động Euro cùng Bình X. Trong hoạt động này, anh em sẽ dự đoán kết quả trận đấu, trúng phiếu thưởng, tích lũy phiếu thưởng để đổi chuyến du lịch cho hai người đến Đức hoặc là Bitcoin ETH sút bóng hoàn thành các nhiệm vụ nạp tiền giao dịch, giới thiệu để nhận cơ hội đá bóng phần thưởng lên tới một Bitcoin. Và đây đây là các cái nhiệm vụ của anh em. Anh em hàng ngày chúng ta sẽ dự đoán đội chiến thắng. Đấy. Nếu anh em dự đoán đúng thì anh em sẽ nhận được các cái vé, đúng không ạ? Như ở đây là anh em thấy là phiếu thưởng, đấy, tích lũy phiếu thưởng. Thì khi anh em tích lũy được phiếu thưởng ấy, thì anh em sẽ vào đây chúng ta có thể đổi, ta đổi được những cái voucher, những cái bonus ở đây. Đó, anh em thấy nhá. Chúng ta có thể vào đây chúng ta đổi cái bonus này. Và ở đây thì mình sẽ chuyển sang tiếng Việt để chúng ta tiện chúng ta theo dõi nhé. Trung tâm quà tặng là nó sẽ mở trong thời gian này. Các phần thưởng quy định đổi trên cơ sở là ai đến trước thì nhận trước. Đấy. Các loại quà đây. Voucher. Rồi chuyến từ Tiền Đức gồm tiền vé bay và khách sạn, một số phần quà có số lượng có hạn, phần thưởng giới hạn một suất thưởng một Bitcoin ETH này, Solana này. Bullet này, đấy anh em thấy đây. Phần quà đã start voucher USDT để dùng quy đổi sang USDT, người dùng có thể tự quyết định cách sử dụng USDT. USDT là người nhận cần tự mình đặt vé phòng khách sạn. Đấy, các thứ anh em có thể theo dõi đó. Thì khá là hay luôn, thì cái hoạt động này tham gia rất là dễ thôi. Hàng ngày thì anh em sẽ nhận được các cái lượt vote, anh em sẽ nhận được một vote cho mỗi 1.000 đô trade volume ở bên thị trường future truyền thống. Đấy. Tiêu chuẩn đấy, future tiêu chuẩn. Rồi ở đây thì hợp đồng vĩnh viễn thì anh em nhận được một để mình chọn thông qua mỗi 1.000 đô khối lượng giao dịch, và spot thì anh em sẽ nhận được một để mình chọn cho mỗi 100 đô khối lượng rồi spot, rất là dễ đúng không ạ? Đây là cái cơ hội để các bạn kiếm điểm rất là dễ dàng thôi. Ở đây thì có rất là nhiều lượt trận diễn ra hàng ngày. Ở đây có những vòng bảng bảng C này thì sẽ lúc 23 giờ sẽ có lượt trận phần Nam là với Sonnenvia này. Đây thì mình thích chắc là lượt trận này là dễ đoán nhất đúng không? Xác nhận này. Đó. Bạn có thể là thêm thêm bình chọn. Ở đây mình có tới số lượt là 2. Đây mình có thể là thêm 2 vào nữa này. Đó, các bạn có thể vote càng nhiều càng tốt. Đấy, khi vote thì anh em sẽ khi anh em nhận được càng nhiều vote thì anh em sẽ càng nhận được. Đây, các bạn thấy ví dụ như có 60 lượt đoán trúng này, chúng ta sẽ có vé để chúng ta quy đổi. Đấy. Rất là dễ đúng không ạ? Hình như là một vé thì sẽ tương đương với một lượt dự đoán đúng không? Như vậy là anh em chỉ cần tích lũy vốn khoảng 10.000 đô là anh em có 10 vé thôi, 10 vé. Và thực ra thì 10.000 đô với mấy anh em chơi future rất là dễ thôi, spot thì cũng rất là dễ thôi. Đấy. Thì anh em chúng ta tiếp tục, chúng ta có thể tích lũy cái này để các bạn có thể nhận được cái vé để người ta bình chọn đội đội chiến thắng. Chỉ cần là đội chúng ta chiến thắng thôi thì cái vé này lập tức anh em có thể dùng để người ta quy đổi ra những cái voucher để người ta chơi future nhé, được chưa? Ngoài ra thì còn có các cái phần thưởng khác là phần thưởng Bitcoin và Solana. Cái này thì đến trước nhận trước. Đấy, thì cái này chúng ta cần phải theo dõi lúc nào mà nó ra thì chúng ta sẽ ấy ở trong cái giao diện đổi thưởng này, chúng ta theo dõi trên đối trường. Ok, rồi chúng ta cùng nhau chia sẻ về chương trình Europe ở sự kiện Eurocup, dự đoán và cùng trúng thưởng với Bình X. Cảm ơn em đã theo dõi video và xin chào các bạn. Giờ tiếp theo.